Tình ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây, về có những tấm lòng không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim. Tự tình lúc không giờ. Em mời chị, chúc sức khỏe chị. Cảm ơn cưng. Cảm ơn cưng hôm nay mời chị qua nhà cưng. Em chưa bao giờ được mời chị Trang qua nhà chơi luôn. Qua nhà chơi còn có champagne uống đâu. Mà em công nhận chị mặc cái bộ đồ y chang như cái bộ sofa, y chang như cái màu của cái lá hoa hồng đằng sau lưng. Cái này chị phong thủy. Chị nói là tổ đãi. Sao vậy? Cứ đi đâu cũng về mặc đồ cái nó vô y chang cái set nhà cửa của người ta. Ôi, cái này giống như người có trực giác vậy đó. Trí thông minh nội thất. Hên dễ sợ luôn. Dạ. Yeah. Tổ đại. Em kể cho nghe một cái kỷ niệm của em và chị. Hình như em nhắc rồi, không biết chị nhớ không? Tức là lúc em học lớp 10. Cấp 2. Lớp 10 là học trường Lê Quý Đôn. Ừ. Cái lúc đó là chị Trang á, rất là nổi của cái bài Sô-cô-la-la. Xong rồi chị qua trường em biểu diễn, rồi mấy đứa con nít mà thấy chị qua nó mừng lắm. Kiểu như là thần tượng về trường. Xong rồi nó bu 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 trong cái văn phòng đoàn. Thì lúc đó chị ngồi trong một cái phòng rất là lớn, kế bên cái sân khấu, lót lại để cho nghệ sĩ nghỉ ngơi. Cái chị ngồi rất là tách biệt thôi. Chị ngồi ở giữa giữa mà không có nói chuyện chung với các nghệ sĩ khác. Mà chị ngồi yên, relax thôi. Ủa wow, thân thiện kỳ vậy. Em đu vô cái cửa, Trang đi, Trang, chị Trang. Đó vậy đó. Xong rồi cái chị Trang vậy nè, hai cưng. Ừ vậy hả? Có hả? Cái em thích quá. Thì em mới phát hiện là có thể là trong cái vùng an toàn của nghệ sĩ là cái phòng nghỉ ngơi của họ. Họ có quyền tự tách mình ra khỏi những cái sự ồn ào và cái sự làm phiền. Mà chị Trang chọn là bình yên ở đây, nhưng thật ra là vẫn kết nối với mọi người, vẫn rất là thân thiện. Không biết là con bé này là ai nhưng mà cứ cười với nó trước cái đã. Thì em luôn luôn ấn tượng về cái nụ cười năm đó của chị. Và em thay đổi là em nghĩ người ta nói nghệ sĩ thì chảnh, nghệ sĩ thì xa cách, nghệ sĩ là ngôi sao. Nhưng khi mà em thấy nụ cười đó, em nghĩ là nó đã xóa hết tất cả mọi cái định kiến và ranh giới. Đây là một người phụ nữ rất là tử tế. Và sau này nếu mà mình có gặp lại những nghệ sĩ khác, mình sẽ nghĩ họ là những người tử tế, không phải là người lạnh lùng như mình nghĩ, phải không chị? Tại vì nghệ sĩ thì tại sao người ta phải che chắn một cái mảng tường an toàn cho người ta? Bởi vì có những cái rủi ro nó tới. Trong cái số những khán giả đó có những người thương họ lắm, có những người không thương họ. Thành ra nó sẽ mang lại những cái sự gọi là những cái mạo hiểm khi mà nghệ sĩ quá mở. Có thể là cái hôm đó là chị hơi mệt. Vì cái thời đó chạy show dữ lắm. Chạy mà giống như chạy qua đây hát xong qua đây ngồi chỉ kịp thở với chút xíu là lên sân khấu các bạn ơi, rồi kiểu hát rồi còn nhảy múa, là cho nên rất là mệt. Cho nên trước khi lên sân khấu là cần một cái sự nghỉ ngơi nhẹ. Chứ thật ra với chị là một người thích kết nối. Bởi vì trong cái kết nối đó, người lớn hơn mình, người nhỏ hơn mình, bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình cũng học được nhiều bài học lắm. Như bây giờ chị ngồi đây, chị sẽ học em nhiều bài học. Hoặc là mình sẽ có cơ hội giao lưu với những câu chuyện của các bạn xung quanh. Nếu như mình không mở lòng thì cuộc sống của mình không bao giờ thú vị. Không bao giờ mình dung nạp được những cái điều nó tốt nhất cho mình. Mình phải biết được nhiều thứ để mà mình chắt lọc. Và từ đó mình sẽ có những cái tinh hoa nhất. Dạ, em cũng thích sự kết nối. Ừ. Tại vì từ khi mà em nhận ra là nếu mà mình kết nối giống như là cái đèn muốn sáng phải cắm vô cái ổ điện á, thì mới có được những cái năng lượng mình truyền cho nhau. Là cái lúc mà em phát hiện ra là mình nên làm một cái cổng thông tin để mình xem là ngoài kia, thế giới ngoài kia, những người phụ nữ khác, những bạn trẻ khác, các bạn khán giả, những con người khác ở khắp nơi họ đang nghĩ cái gì, họ có nghĩ giống mình không? Và em nhận ra là không ai nghĩ giống mình hết. Họ chỉ nghĩ giống mình ở trên một cái quan điểm nào đó về hỉ nộ ái ố, nhưng cách họ xử lý những vấn đề đó thì vô cùng khác mình luôn. Và mình cũng không thể lý giải tại sao đối với một vấn đề mình có thể xử lý rất nhanh và gọn gàng, mình có thể vứt áo mình ra đi, nhưng họ thì lại quyến luyến nhiều năm. Cũng có nhiều vấn đề mình thấy cái chuyện này lớn lắm á, cần phải ưu tiên, thì họ lại lập tức bật công tắc lạnh lùng và có thể xử đẹp nó. Và em phát hiện ra là càng nhiều cái cầu, giống như chương trình mình là một cái cầu, thì mình có thể hiểu người khác hơn. Không phải là hiểu khán giả hơn hay độc giả hơn, mà là hiểu con người hơn. Thì mình sẽ hoàn thiện cái phần mà mình chưa hiểu về bản thân mình. Chị có nghĩ vậy không? Tại vì
ví dụ như hai người thôi nha, nó giống như hai cái vòng tròn. Hai cái vòng tròn như thế này, một cái như thế này, một cái nó có những cái điểm giống. Nhưng mà hai cái vòng tròn đó nó đang xen với nhau thì nó chỉ có một đoạn giống thôi, còn nhiều đoạn nó khác. Thì con người cũng vậy, hai người hay mười người hay nhiều người, chúng ta giống nhau đó, nhưng giống chỉ một lúc nào đó, một phần nào đó thôi. Còn tất cả còn lại là đều khác nhau, bởi vì mỗi người đều có một cái tư tưởng khác nhau, có một cái lối suy nghĩ khác nhau. Thành ra chắc chắn mọi thứ nó sẽ khác nhau. Quan trọng là thứ nhất, mọi người chấp nhận điều đó để không thấy khó chịu khi mình gặp những cái điều khác biệt. Cái thứ hai nữa là cái những cái khác nhau đó đó, nó sẽ phụ thuộc vào lứa tuổi, vào cái giai đoạn trong cuộc sống của họ, vào cái những cái may mắn hoặc là những cái không may mắn mà họ có được trong cuộc sống của mình để họ đưa ra những cái quyết định cho đời mình. Đó, thành ra giống như hồi nãy Cương nói, quyết định nhanh hay chậm đó cũng phụ thuộc vào cái cuộc sống của họ lúc đó. Cũng có nhiều người bạn của em nói bây giờ, ê, tôi giả bộ làm khán giả, tôi tham gia, tôi gửi thư được, tôi cũng có khúc mắc mà không biết làm sao giải quyết. Cái mình suy nghĩ, ủa bạn mình cũng ba mấy tuổi sao vẫn còn khúc mắc ta? Vậy là em tự định kiến, em nói người lớn thì tự giải quyết được vấn đề. Và em phát hiện đa số những người viết thư cho mình họ cũng đã đủ trưởng thành rồi. Nhưng họ vẫn có những cái tâm tư nhiều khi để mình lắng nghe thôi. Chứ không phải là họ quá bế tắc. Nhưng có những người cũng thật sự bế tắc. Họ không biết tại sao họ người khác có thể giải quyết được mà họ không giải quyết được. Ví dụ như lá thư này, em đọc thử cho chị Trang nghe thử xem là mình có thể nhìn từ góc nhìn của một người trưởng thành và an yên, mình có thể giúp gì được cho bạn nha. Không biết là tin nhắn này có được gửi đến chương trình không, nhưng coi như em gửi lại đây câu chuyện sau cuối về tình yêu này, để thật sự rời bỏ, để mạnh mẽ bước tiếp hành trình của riêng mình. Em và anh ấy quen nhau trong một lần em đi công tác nước ngoài. Chị có bao giờ mà quen ai đi công tác nước ngoài lại gặp đâu? Nghe sao thấy quen quá vậy? Dạ. Chị cũng có một cái mối tình rất là sâu đậm khi mà chị đi công tác ở nước ngoài. Cụ thể là nước nào? Cụ thể là đi biểu diễn ở Mỹ. Dạ. Và chị cũng đã gặp một người, là một người bạn qua một người chị thân thiết của chị. Dạ. Rồi để coi câu chuyện có giống không ta. Chúng em đều đã bước qua nhau tưởng như không hề có thể có một chuyện tình gì xảy ra được. Vì lúc đó em vẫn đang có người yêu, lúc đó em vẫn nghĩ là anh làm việc ở nước ngoài. Lúc đó em không mảy may biết là thì ra một người đàn ông như thế này xa lạ rồi đến một ngày sẽ trở thành tất cả đối với mình, rồi lại trở thành không gì cả. Một cách nào đó số phận vẫn dọn dẹp mọi thứ xung quanh đi và để hai người gặp nhau yêu nhau. Sau nhiều năm không còn nghĩ đến tình yêu, em đã bắt đầu yêu lại. Bất chấp việc yêu xa, bất chấp ngày trở về, anh sẽ làm việc ở Sài Gòn, còn em ở Hà Nội. Có lẽ tình yêu mới là lúc con người ta nghĩ nhiều về những khó khăn có thể ập đến. Em mãi yêu, mãi thương, mãi hạnh phúc vô bờ với người đàn ông mà em nghĩ là người thương em nhiều nhất. Lúc đó và về sau, là người đầu tiên em nghĩ đến hôn nhân, không một chút sợ hãi. Cho đến một ngày, anh đã thực sự trở về. Từ nước ngoài về lại Sài Gòn, chúng em không phải yêu xa và nhìn nhau qua màn hình điện thoại nữa, mà thay vào đó là ở bên cạnh nhau. Rồi bắt đầu nhận ra là sẽ có những mâu thuẫn và trắc trở. Những cuộc cãi vã nhiều dần lên, em dần im lặng, không còn biết cách chia sẻ với anh như những ngày đầu nữa. Không còn biết cách nữa. Vậy là bạn đã cho rằng bạn từng biết cách. Dạ. Em nói chia tay sau khi anh nói là gia đình anh không có thích em vì họ không thích nơi mà em sinh ra. Em buồn vì những người chưa gặp em lại có thể không thích em vì một lý do ngớ ngẩn như vậy. Em sụp đổ vì anh người trao đi rất nhiều tình cảm, nhưng lại chọn nói với em là muốn em rời Hà Nội chỉ để không còn phải sống với ánh nhìn của gia đình anh nữa, và hơn nữa là để anh theo đuổi sự nghiệp mà anh muốn, hãy vào Sài Gòn đi. Em nhìn vào mắt anh mỉm cười và nước mắt cứ thế rơi. Khoảnh khắc đó em hiểu là nếu em là một sự lựa chọn đối với anh thì hẳn em là một sự lựa chọn tồi. Hoặc có thể anh không còn muốn chọn em khi nghĩ đến sự nghiệp của mình. Chị nghĩ sao về quan điểm này? Cô bé này là một người cũng khá là sâu sắc, là cũng kịp nhận ra những cái vấn đề trong cái cuộc tình cảm của mình, trong cái câu chuyện tình cảm của mình, chứ không có quá mụ mị để mà yêu mà quên hết tất cả những gì xung quanh. Câu chuyện của bạn này không chỉ dừng lại ở chuyện hai người gặp nhau, gần nhau là sẽ nhìn thấy được tất cả những cái thực tiễn của nhau và có thêm những cái cãi vã, không chỉ dừng lại ở đó, mà cái vấn đề đó là anh chàng này thay đổi. Anh chàng này thay đổi có nghĩa là anh chàng này không yêu cô gái này nhiều như cổ nghĩ. Đúng chứ rồi. Phải là không yêu đúng không chị? Đúng rồi, có yêu anh không? Yêu, anh có cảm thấy vui, anh có cảm thấy thích. Nhưng mà
khi gần nhau có thể anh nhận ra được một điều gì đó. Ngay cả cô gái này rất hay đi chăng nữa nhưng mà không phải là tất cả với ảnh. Bởi vì trong giai đoạn đó, cái người con trai này đang muốn một cái điều khác hơn là tình cảm. Đó là sự nghiệp. Đúng rồi. Có thể ngay cái lúc mà tốt nghiệp đại học xong, rồi sự mong đợi của gia đình, rồi cũng mong muốn với cùng với chúng bạn của mình là mình cũng được cái vị trí này kia. Start up khởi nghiệp bao nhiêu thứ phải lo. Cho nên lúc đó là cái sự ưu tiên của người con trai đó không nằm ở chuyện tình cảm. Và từ đó nó sẽ có những cái gọi là cái gì, những cái lời nói dối hoặc là những cái điều khác để mà lắp vào, ví dụ gia đình anh thế này thế kia, anh muốn sống chỗ đó chỗ kia. Chứ nếu thực sự anh chàng này rất là tôn trọng và rất là mong muốn có cô gái này kế bên thì mọi thứ nó sẽ khác. Vậy là khi mà người ta muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn không muốn họ sẽ tìm lý do. Giống như bây giờ cũng vậy, nếu như mình đi ăn chè với lại mình đi shopping, trong lúc đó mình lưỡng lự thì bạn mình rủ mình đi cái này nhưng mình đang muốn cái kia, thì có nghĩa là mình phải tìm cách để mà mình lấp liếm cái này để mà mình được cái kia. Thì nó cũng giống y chang như vậy. Nó cũng giống như người đàn ông đang lựa chọn giữa sự nghiệp gia đình. Và nếu bạn không được lựa chọn thì bạn tự biết là vị trí của mình đúng cũng rồi. Không quan trọng. Cho nên người con gái mình phải, mình yêu, yêu hết mình đi. Nhưng mình phải nhìn ra được vấn đề để mình biết lúc nào mình phải bước ra. Khúc sau y như chị nói luôn, như thầy bói luôn. Đã hơn 5 tháng sau ngày hôm đó, em nghĩ mình đã ổn trở lại, thì tình cờ vào lại Tumblr và đọc được tâm sự của anh. Đây là một cái trang để mình có thể chia sẻ những cái tâm sự bằng chữ và cả hình ảnh. Anh viết về cuộc sống mới ở Sài Gòn. Anh thừa nhận là đã không chọn em, vì với anh bây giờ cuộc sống trở nên rất dễ dàng. Anh cũng học được cách quên em rồi. Biết anh nghĩ vậy mà em rơi nước mắt. Em đã luôn nói với mọi người, ngay cả khi không còn bên nhau nữa, anh vẫn sẽ là người mà em yêu nhất. Và nếu cho em chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Nhưng chị ơi, em sai rồi. Nếu cho em chọn lại, em sẽ chọn bình yên. Em trân quý tình yêu đó với anh, nhưng em thương em quá. Liệu có còn ai vì thương em một mình trong những ngày tháng buồn đã trải qua mà nhất định không bao giờ buông tay rời bỏ em không? Hả chị? Cưng có biết bạn này bao nhiêu tuổi không? Dạ không, tất cả những lá thư đều yêu cầu ẩn danh, và thậm chí là họ tạo một cái email hoàn toàn mới ẩn danh. Tại người ta ngại, người ta ngại để mà đưa mình ra ánh sáng, đúng không? Thì cái đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà giá như mình biết được cái tuổi của bạn này ha, nếu như một bạn mà còn trẻ thì cho chị xin được góp ý chút xíu, đó là tụi Cưng còn trẻ, có quá nhiều cái cơ hội, cho nên đừng có vì một cái câu chuyện tình cảm mà đóng mình lại. Có nghĩa tự nhốt mình vô trong một cái lòng của chính mình. Lúc mới yêu hồi còn nhỏ của Đoan Trang 20-24 á, có từng bị như vậy không ạ? Nhiều. Rồi vậy là kinh nghiệm cá nhân. Nhiều lắm. Yeah. Lúc mà hát hơi nổi rồi thì chị yêu anh kia say đắm luôn. Anh đó là người nước ngoài luôn hả chị? Anh đó thì lại là người Việt Nam, nhưng mà ảnh là học rất là giỏi, là một sinh viên rất là ưu tú của Đại học Bách Khoa. Thì thời đó chị là coi như là trong đội văn nghệ của Đại học Bách Khoa, mặc dù chị không có nằm trong Đại học Bách Khoa, không phải sinh viên của trường đó. Mới lớp 12 thôi mà đã được đi hát mướn cho hai trường đại học Bách Khoa và Mở. Thì biết anh đó là anh đó lúc đó là trong đội thể thao của trường Đại học Bách Khoa. Và con trai Bách Khoa đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Đẹp trai, con nhà giàu học giỏi mà còn chơi thể thao giỏi nữa. Cho nên mình rất là ngưỡng mộ. Thì anh này đi học ở nước ngoài về có hai cái bằng thạc sĩ. Ảnh rất là quý mình bởi vì ảnh nhìn thấy được những cái điểm gì ở chị. Nhưng ba mẹ ảnh thì đâu thể hiểu mình. Mà nếu như người con trai mà không đủ bản lĩnh thì không thể bảo vệ được bạn gái của mình trước gia đình, đúng không? Thì coi như chị thua cuộc. Y chang trường hợp này. Mọi thứ dừng lại là đó. Chị bỏ cuộc luôn. Đúng rồi, mình bỏ cuộc trong một cái sự vinh quang của một đứa con gái rất trẻ. Có nghĩa là mình phải nhìn ra được vấn đề để mà có thể điều chỉnh nó. Mà điều chỉnh nó có rất là nhiều cách. Thứ nhất là điều chỉnh người con trai đó. Thứ hai là điều chỉnh chính mình. Mà nếu không thể điều chỉnh hai điều đó thì mình phải dừng lại. Chị hay nói là next is always better. Cái kế là luôn luôn. Mình cứ, cái đó là một cái suy nghĩ rất là tích cực. Chưa chắc là kế tiếp sẽ là cái tốt hơn, nhưng mà mình vẫn luôn luôn suy nghĩ tích cực để mình cho là cái kế tiếp phải là cái tốt hơn, để mình có đủ dũng cảm để mình đóng lại cái cũ. Thì cứ thế cuộc đời của chị cứ mở và đóng. Và bây giờ chị gặp được ông xã của chị. Một phiên bản của Đoan Trang ngày xưa đã viết thư cho chính chị, và giống như câu chuyện rất là tương đồng. Nhưng em lại có một cái suy nghĩ vừa tán đồng mà vừa bổ sung thêm. Đó là nếu mà bạn nói là bạn chọn lại thì bạn không chọn ảnh. Bạn không chọn một cái mối tình mà mình bị để lại ở phía sau, vì rất nhiều sự ưu tiên khác là sự nghiệp và gia đình. Mà bạn sẽ chọn sự bình yên. Em nghĩ nếu ngày xưa chị Đoan Trang chọn sự bình yên quá lớn như gia đình chị hiện tại,
thì không còn sự thú vị của một đoan trang mặn mà. Đúng. Một đoan trang đầy trải nghiệm, một đoan trang đầy những vết thương và một đoan trang đầy thấu hiểu. Để có thể vỗ lưng một ai đó là không sao, không sao, chị hiểu, chị đã từng qua cái chuyện đó, chị hiểu. Mà mình sẽ nói là thôi đó, cuộc đời bằng phẳng, nó hiểu gì đâu, ai hiểu được cái chuyện tại sao có thể xảy ra những chuyện khó khăn như vậy chứ. Tại vì chị biết đây là một cô gái rất là nhạy cảm và trái tim đầy yêu thương, cho nên cứ mở đi để mình còn có thể có nhiều cơ hội khác nữa. À, những người tốt vẫn còn đó, nhưng mà mình không đi thì không gặp. Mình phải mở lòng ra để mình sẽ gặp những cái mối quan hệ tốt cho mình, những con người tốt cho mình. Mà bạn ấy có một cái câu hỏi cuối cùng, em nghĩ đó là cái câu mà cũng là câu băn khoăn của nhiều cô gái, là sẽ có ai đó đền cho em không chị? À. Nếu như em chịu khổ như vậy, em một mình cô đơn, em chung thủy như vậy, em vì một người mà cố gắng đến mức đó, em sống chính trực tới mức đó, nhưng mà người ta vẫn cho em một cái kết quả đắng, vậy thì có ai đó sau này đền cho em không? Nói theo phong thủy. Có phong thủy tình yêu đó hả? Yeah. Thì có hy sinh thì sẽ có nhận được. Yeah. Có cho thì sẽ có nhận. Nhưng bạn cho như thế nào? Bản thân mình đã tốt chưa? Tại sao người đàn ông đó quay lưng? Tại sao người con trai đó không hy sinh, không đủ bản lĩnh để bảo vệ mình trước gia đình của họ? Có nghĩa mình chưa đủ cho người ta. Cho nên bản thân mình phải trau dồi mỗi ngày. Mình phải xem mình còn khiếm khuyết cái gì cho bản thân mình. Ví dụ như cái hình thức, nội tâm, kiến thức, tất cả mọi thứ mình phải trau dồi mỗi ngày. Đến một ngày mình đừng nghĩ gì hết, con đường mình đi mình cứ trau dồi thôi, cứ tới một ngày tự nhiên cái người nó matching với mình, nó phù hợp với mình, nó ở đâu trước mắt mình, nó sẽ đến. Phải thật tích cực. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Cứ mỗi lần chị nói cái gì á là em lại nhìn vào cái áo màu lam của chị. Ừ. Cái màu rất là nhẹ nhàng, màu như nước mà cũng là màu như cây. Ừ. Nó cũng như là màu trời, nó là mọi thứ, nó nhạt. Ừ. Nhưng nó vẫn tập trung sự chú ý của người khác. Và em nghĩ là đó là cái màu nó gợi đến sự bình yên cho bạn đó. Ừ. Nó cũng làm em gợi nhớ một cái câu chuyện mà em coi nhanh ở trên máy bay. Em thấy một bộ phim hay thì em click và em coi lướt. Ừ. Là có một cái cô bé cổ sinh ra đời. Mà khi mà cổ sinh ra đời thì mẹ cổ mất, bởi vì á, lúc mà bác sĩ hỏi là trong xe cấp cứu là chọn mẹ hay chọn con, thì người mẹ đó bảo là chọn con đi. Thì người bố mới bảo là chọn con. Mày biết là mẹ cũng không qua khỏi được nữa. Thì con bé mới tức, nó bảo là con phải quay về quá khứ, con sẽ tìm được một cái cổ máy để quay về quá khứ. Và ngay cái khoảnh khắc đó con sẽ nói là chọn mẹ đi, để sau này bố không hối hận nữa. Vì bố quá yêu mẹ mà, tại sao lại chọn con? Theo ý của mẹ là cuối cùng bố lại có thể nhìn con với ánh mắt là đang nhìn mẹ như vậy, rồi đau khổ rồi dằn vặt. Nhưng mà khi mà cô bé quay trở về quá khứ và nói là trong khoảng cái bác sĩ hỏi là bây giờ chọn mẹ hay chọn con, thì cô bé ráng tìm mọi cách để liên kết với người bố, và người bố bảo là chọn mẹ. Thì cô bé biến mất và người bố cũng bị xáo trộn, cuộc sống anh ta cũng khác lạ, và mọi thứ trong phim nó đảo lộn như là bị nhốt vào trong một cái hộp đen vậy đó, và thế giới kết thúc ở đó. Thì cô bé mới nhận ra một điều là mọi thứ xảy ra trên đời nó có mắc xích. Chuyện nó xảy ra là có lý do. Nếu như có thể chọn lại, mình cũng chỉ có thể chọn lại đúng cái kết quả ban đầu thôi, thì mới có mình của hiện tại và có những kết quả tốt đẹp của tương lai, và đều có những lý do tốt đẹp đằng sau những sự lựa chọn đó. Nên thiết nghĩ rằng bạn băn khoăn vào cái giai đoạn này hoàn toàn chính xác chị ạ. Bởi vì mình cũng đã từng có một cái giai đoạn mình tự hỏi là mình có đủ tốt không, hay là mình nếu mà mình cố gắng gia đình mình môn đăng hộ đối hơn, mình đẹp hơn, mình có tri thức hơn, thì mình có thể chạm được cái ngưỡng vọng của người đó không? Và em nghĩ là câu trả lời chắc cũng là không. Bởi vì nếu mà họ đã yêu thương thì đã yêu thương cả những khuyết điểm ngay từ đầu. Không đòi hỏi đến những cái điều kiện một cách hữu hình như vậy. Nên rất là cảm ơn bạn vì bạn đã gửi một lá thư. Nó cũng là tiếng lòng của rất nhiều bạn trẻ gửi về cho chương trình, và thông qua câu chuyện của chị Đoan Trang cũng vô cùng phù hợp với bạn. Bạn thấy không, chị ấy vẫn ngồi đây hát những bài hát yêu đời, vẫn tích cực, thì người ta vẫn thấy một màu lam thôi, đâu có ai thấy những cái màu xám, màu đen, hoặc là những màu đỏ, hoặc những cái lần trắng đêm của tuổi trẻ bị khước từ. Vẫn là sự kiêu hãnh đó, vẫn một gia đình hạnh phúc, vẫn được bạn bè yêu thương trân trọng. Đằng sau tất cả bí quyết đó là gì hả chị? Là một cái bản lĩnh, là một cái nền tảng giáo dục. Tại vì tất cả mọi thứ chị có được đó là cái sự dạy dỗ của ba mẹ từ ngày còn nhỏ. Dĩ nhiên hồi nhỏ ba mẹ đâu có dạy mình yêu, nhưng mà những cái điều rất là nhỏ trong cuộc sống, ba mẹ cho mình, hun đúc được cho mình một cái cá tính, một cái sự bản lĩnh, để mình từ đó mình kết nối được qua tất cả mọi cái khía cạnh trong cuộc sống, để mình có thể nhìn ra được, luôn luôn nhìn ra được mặt xấu và mặt tốt. Thì cái đó mới là cái mình dễ dàng tìm được cái bình yên.
Cảm ơn chị rất nhiều và em cũng có một món quà nhỏ nhỏ dành tặng cho chị. Hôm bữa em có hỏi chị là chị thích thành phố nào á. Chị nói chị thích thành phố biển. Thì No No của chị Hải Yến đã dành tặng một cái dòng nước hoa rất là Đông Dương, rất là Việt Nam, với những cái mùi cũng cực kỳ biển luôn. Đó là nước hoa Nha Trang. Trời, đáng yêu quá. Những phong vị của biển, những cảm giác tự do, tự tại và yêu đời, em nghĩ là sẽ hợp với chị. Chị có muốn thử cái mùi nó ngay bây giờ để xem coi nó có đúng là mùi biển không? Không có nghe mùi hải sản em ơi. Hên quá. Nhưng mà cái mùi rất là đáng yêu. Nó hiền lành. Mùi Nha Trang hiền lành. Nó hiền lành. Như là con người vùng biển vậy đó. Nhưng mà nó rất là ngọt ngào. Nó ngọt ngào, nó có sức sống của một cái vùng đất mà không bao giờ khiến cho người ta nhàm chán. Đó là biển. Cảm ơn chị mà Trang. Trước khi chia tay ấy, thì chị cũng xin được nhắc bạn gái đó là mình phải vui, phải buồn, mình phải trải qua tất cả thăng trầm thì mình mới có bình yên. Vị đắng tách ra cũng không được, vị ngọt ăn nhiều quá không xong, nhưng mà đắng đắng ngọt ngọt thì là sô-cô-la-la, sô-cô-la-la. Cảm ơn vị sô-cô-la ngọt ngào từ chị Đan Trang. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Hà Trinh, cảm ơn chương trình. Cần đêm trắng để chút vơi lòng đầy, cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối, cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn gần, cần môi nóng để biết lòng còn ấm cung, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu. Đã gần thế, thương gần rồi, vẫn như anh còn xa rất xa. Phượng Hoàng. Có người đơn giản đợi bình an, có người thèm tái sinh trong lửa, để rồi đau đớn hóa tro tàn. Thôi, em cũng chỉ loài chim sẻ, có cháy trong tro chẳng ai màng. Thế em sẽ hót thêm ngày nữa, phúc lành tự rót chẳng cần ban. Gần thế, thương gần rồi, vẫn như anh còn xa rất xa. Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt, em thêm cần anh đến muôn lần. Thế tình nhé, xin về gần, nói thêm vào với nhau. Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng, nối anh vào em chiếc hôn đầu, nối anh vào em chiếc hôn đầu. Mm-hmm.